xuất gia. Một nhà có cô con gái phải kết hôn, thế nhưng bên nhà trai lại không theo đạo Phật, nên bố mẹ không đồng ý. Người con trai đành phải nghe lời người con gái khuyên bảo đi nghiên cứu Phật học để sớm được sự chấp thuận của bố mẹ. Một thời gian sau, bố mẹ hỏi con gái về tình hình của chàng trai. Cô gái nói anh ấy đã tin theo Phật rồi. Bố mẹ liền nói, vậy thì hai con có thể cưới nhau được rồi đấy. Thế nhưng cô gái bỗng òa lên khóc, nghẹn ngào nói, anh ấy lại tin quá sâu, đã xuất gia làm hòa thượng rồi. Có một ông du khách người Nhật đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất để về nước chiếc taxi đang chạy thì bất ngờ có chiếc hai bánh vượt lên qua mặt ông du khách nhật liền chỉ tay kênh kênh nói với anh tài xế taxi anh thấy không xe máy hiệu honda sản xuất ở nhật đấy chạy nhanh lắm anh tài xế taxi mỉm cười đi được một đoạn nữa thì một chiếc bốn bánh khác vượt lên qua mặt ông du khách nhật lại chỉ tay tự đắc rồi nói Xe hơi Toyota sản xuất ở Nhật đấy Đó anh thấy không Chạy nhanh cực kỳ Khi đưa ông khách đến nơi Anh tài xế taxi nói Dạ Của ông tất cả là một triệu à Ông du khách là toáng lên Cái gì Một triệu cơ à Tôi nghĩ tầm khoảng 500 ngàn thôi Anh tài xế taxi Liền nhìn xuống hất hàm đồng hồ tính tiền sản xuất ở việt nam đấy chạy nhanh lắm ơ ừ. cảm ơn con địa này ông bạn mấy ngày nay không thấy ông đi bộ tập thể dục buổi sáng ông bận việc hay là ốm đau gì vậy tôi vẫn bình thường chả ốm đau gì chỉ là có việc bận phải về quê mấy hôm tìm ân nhân để cám ơn mà tìm mãi không thấy. Ân nhân của ông là ai? Quan trọng đến mức nào mà ông phải lặn lội hàng trăm cây số về quê để cám ơn thế? Có tìm ai đâu, tôi đi tìm con đỉa thôi. Đỉa là loài hút máu, ai nhìn thấy cũng kinh hãi, ghê sợ. Muốn xanh lạ xa lánh, ông lại đi tìm nó để cám ơn sao? Đúng là chuyện lạ đời ông có bị làm sao không đấy? Với nhiều người nhìn thấy đỉa thì sợ. Nếu bị đỉa bám vào chân hoặc tay bất kỳ chỗ nào trên cơ thể thì càng kinh hãi. Nhưng tôi lại gặp may vì con đỉa đấy. Ôi! Ông gặp may vì con đỉa sao? Lạ quá! Trên đời tôi chưa từng thấy chuyện này. Chuyện thật mà ông nhờ con đỉa mà... Cái hồi tôi mới 16 tuổi, đã vô tình đích mục sở thị được nhìn thấy được chạm tay vào chỗ thầm kín nhạy cảm nhất của một người con gái mới lớn ngày ấy cách đây đã hơn 40 năm tôi đang học cấp 3 ở trường huyện trên đường đi học về đến đoạn đê đầu làng thì có tiếng kêu thất thanh của mấy cô gái ở bờ sông cứu cứu với có ai không cứu với Tôi quẳng vội chiếc xe đạp cà tàng ở bên bờ đê, chạy xuống bờ sông xem có chuyện gì. Cạnh bờ sông, sát mép nước, một cô gái độ tuổi 14-15 đang nằm ngửa trên mặt đất, quần áo ướt súng, hai chân đạp liên hồi, miệng thì kêu gào, đỉa, đỉa chui, bắt đỉa giúp với. Bên cạnh có mấy cô nữa cứ chạy quanh nhưng không ai dám thỏ tay vào bắt đỉa cả. Thấy tôi đến, mấy cô gào lên: "Bạn trai, bắt giúp hộ con địa với, không cái tí nó chết mất." Mình là con trai, ai lại bắt đỉa giúp con gái ở cái chỗ nhạy cảm ấy chứ, ngượng lắm, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của cô tí, cấp bách lắm rồi, không giúp không được, cứu người là như cứu hỏa mà, thế là tôi phải liều đi tới, bảo cô tí kéo quần xuống để tôi thò tay vào tóm cổ con đỉa đang chui vào chỗ kín của cô ấy. Cũng may gặp được tôi là người không sợ đỉa, chứ chậm chút nữa con đỉa chui sâu vào trong thì chỉ có đưa cô tí đi bệnh viện để bác sĩ can thiệp mới bắt được con đỉa. Bắt xong con đỉa, cô tí mới hoàn hồn, mặt đỏ dựng vì xấu hổ, miệng thì lý nhí. Mình cảm ơn nhé. Nói thật, tôi cũng thấy ngượng, nhưng biết làm sao được. Thì ra, mấy cô đi lấy rong ngoài sông về nuôi lợn bị đỉ chui vào sau lần ấy cứ gặp nhau là tôi và cô tí rất ngượng ngùng tùy cô tí không nói gì nhưng tôi biết trong sâu thẳm cô ta nghĩ rằng tôi phải chịu trách nhiệm về việc là người con trai đầu tiên nhìn thấy và chạm tay vào cơ thể nơi thầm kín quý giá của cô ấy thế cô tí bây giờ ở đâu mà ông nặng tình đến thế Là bà Thù Nguyệt Vợ tôi bây giờ chứ ai Nhờ có con đĩa Mà chúng tôi nên vợ nên chồng Sắp tới vợ chồng tôi kỷ niệm 40 năm ngày cưới Tôi muốn tìm con đĩa để cảm ơn nó Vì nhờ có nó Mà tôi có được người vợ đẹp tuyệt vời Đẹp nết Đảm đang như bây giờ đấy Thế thì ông phải cảm ơn con đĩa là đúng rồi nhưng bây giờ đồng ruộng sông ngòi đang bị ô nhiễm, đỉa cũng chết hết rồi. Ông có tìm cả năm, cũng không thấy con đỉa để cảm ơn đâu. Vậy, quê bác nào, môi trường còn trong sạch, chưa bị ô nhiễm, còn gặp được con đỉa thì cho lão ấy gửi lời cảm ơn ân nhân của lão với nhé. Có thằng cháu Đích Tôn năm nay 10 tuổi, nó nghịch lắm buổi chiều qua tập trung một lũ trẻ học cùng lớp đá bóng đá quá mạnh làm vỡ mấy chậu hoa và nát mất một ít rau cải ông nổi ra nhìn thấy thế và mắng mẹ thằng bố mày nữa nghịch quá thế chứ lị vỡ và nát hết rau rồi đây này cháu nghe thấy và lẩm bẩm mẹ thằng bố mày tức là bà hắn kêu tướng lên a à, ha ông chửi bà tối nay cháu về mách bà Bà sẽ chửi ông Theo pháp luật hiện hành Ông ngẩn tỏ tè già bố mày <laughs> Ác mộng đêm tân hôn của hàng xóm Tại Biên Cương Họ hàng và bạn bè hai bên Đều đã về hết Cái đêm được chờ đợi ấy Cũng đã đến Nàng và chàng hồi hộp lắm sự hồi hộp biểu hiện rõ nét trên gương mặt, trên từng cử chỉ và cả trong từng ý nghĩ của hai người nữa. Mà cũng phải, tâm trạng lần đầu tiên ấy thì ai cũng thế cả. Chỉ có điều đôi uyên ương này đã dày công để giành được lần đầu tiên cho cái đêm tân hôn ấy. Nên cảm xúc có phần dạt dào hơn, hồi hộp hơn, căng thẳng hơn, thận trọng hơn nàng yêu cầu chàng hãy tắt đèn đi tắt hết không để một tí ánh sáng nào dù chỉ là một ngọn nến lung linh không phải nàng thiếu lãng mạn mà vì nàng ngại biết đâu có ai đó trông thấy thì sao chàng nhẹ nhàng dìu nàng đặt mình xuống giường rồi với tay tắt điện phục một cái bóng đêm tràn vào khắp kín căn phòng đúng lúc đó nhà bên vẳng sang cầu chắc nịch. Và bây giờ, trận đấu đã bắt đầu. Nàng giật mình bật dậy, tìm đập thỉnh thịch. Ai? Ai đang rình rập mình thế nhỉ? Những suy nghĩ trong đầu nàng, tuy không nói ra, nhưng chàng đã kịp hiểu, chàng trấn an. Không có ai thấy đâu em yêu, chắc là thằng hàng xóm thấy mình tắt điện nên trêu chọc mình đấy rồi cả hai cùng nằm xuống nàng đã yên tâm hơn chàng chuẩn bị đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt như kẹo thì lại cái giọng lúc nãy vang lên nguy hiểm quá lần này thì người giật bắn mình lại là chàng chàng nghĩ bụng khỉ do cái thằng chỉ có được cái đoán mò là giỏi mà nhà nó ở đầu xóm cơ mà sao hôm nay lại quẩn quanh ở đây trêu mình thế nhỉ chàng định thần lại rồi nằm đặt tay lên người nàng. Khi chàng đang bay bổng dâng trào cảm xúc thì bị khựng lại, chàng vội rụt tay lại khi nghe phạm lỗi rồi, anh đã để tay chạm vào bóng. Sau vài lần giật mình, nàng lại càng trở nên nghi ngờ hơn. Chàng trấn an nàng rằng không có ai nhìn thấy gì đâu, chắc vẫn là thằng hàng xóm nó đoán mò rồi trêu ghẹo mình thôi nàng cũng yên tâm phần nào nhưng cứ đang hồi hộp thì lại có kẻ phá ngang tâm trạng như kiểu vừa lướt facebook vừa cảnh giác với luật an ninh mạng mất hứng vô cùng thôi kệ nó nói gì kệ nó chàng nghĩ vậy và tiếp tục công việc của mình ấy thế nhưng khi chàng vừa ôm lấy nàng thì vẫn giọng nói đó lại phạm lỗi rồi tiếp sau đó lại một giọng khác đế thêm ôm người quá lộ liễu. Nàng ngồi phát dậy, đúng là có người theo dõi mình rồi. Đôi uyên ương cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, nhưng không phát hiện bất cứ lỗ thủng nào. Khi đã chắc chắn là sẽ không ai nhìn thấy gì, hai người lại nằm xuống tiếp tục. Ấy thế nhưng, chưa được bao lâu thì chàng lại phải bực mình khi mà thằng hàng xóm cứ liên tục chỉ đạo. Đúng rồi! sang trái xuống dưới đi vào trong tốt lắm thế rồi khi vừa đưa tay xuống phía dưới thì chàng lại phát khủng lên khi thằng hàng xóm lại la lớn không được rồi xuống quá sớm mặc dù đã cố tình lảng lờ nhưng cuối cùng chàng vẫn phải rụt tay lại khi nghe nó hét lên trời ơi một cú móc tuyệt vời không chỉ có chàng bực bội mà nàng cũng tỏ ra không kém phần bức xúc. Khi cứ liên tục bị làm phiền như thế, nàng sốt ruột dục chàng. Thôi, anh đi thẳng vào vấn đề chính đi. Xong sớm còn đi ngủ chứ, tình hình như thế này không yên ổn với nó đâu. Chàng thấy có lý và bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Nhưng tưởng rằng vấn đề quan trọng này thì thằng hàng xóm sẽ không dám chọc ghẹo Ai dè nó lại hét toáng lên Sút đi, sút Vào, nhưng không vào Đến lúc này thì không thể kiềm chế được nữa Chàng xông ra ngoài để xem thằng hàng xóm láo dược Đang làm cái trò gì Hóa ra không phải từ hướng nhà nó Mà là nhà bên sát tường Cả nhà họ đang xem quân cắt Bỗng dưng có một giọng nói vang lên oang oang Và như vậy Hiệp 1 đã kết thúc nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Ai mới là chủ? Có một anh chàng cực kỳ sợ vợ. Những việc mà vợ đã nói thì dù muốn hay không, anh ta cũng phải ngoan ngoãn làm theo mà không dám cãi nửa lời. Cô vợ rất tự hào về điều đó. Một hôm, có mấy chị em ở cơ quan đến chơi cô vợ muốn nhân cơ hội này khoe với họ cô bảo anh chồng ngồi vào tủ quần áo khi nào gọi mới được ra ngoài mặc dù rất bức xúc nhưng anh ta vẫn phải làm theo khi mọi người đã đến đông đủ cô vợ nói ngay ở cái nhà này tôi là người quyết định mọi việc có cho chồng tôi ăn gan hùm thì anh ta cũng không dám cãi đâu bây giờ tôi đang nhốt anh ta trồng tủ đấy để tôi gọi ra cho mọi người xem nhé nói rồi không để cho mọi người kịp phản ứng cô gọi ngay ra đây đi nhưng cái tủ vẫn không nhúc nhích mọi người vẫn chăm chú dõi theo cô gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có kết quả đến lần thứ năm cô giận dữ quát lớn anh có ra đây không thì bảo bỗng một giọng nói từ trong tủ vọng ra tôi không ra Tôi phải chứng minh cho cô biết rằng ai mới là chủ của ngôi nhà này. <laughs> Một người nước ngoài học tiếng Việt viết lên trên blog của mình rằng ai cũng biết rằng vitamin A cho ta đôi mắt sáng. Vitamin A có nhiều trong rau củ quả mang màu đỏ như gấc, cà chua, cà rốt. Tuy nhiên, ở Việt Nam theo nghiên cứu của cá nhân tôi thì trong rau củ quả chưa phải là nhiều đại đa số người việt đều cho rằng việc lấy vợ sẽ tăng cường đáng kể một lượng vitamin a cho mỗi chàng trai bởi lẽ trước khi lấy vợ các bậc cha mẹ của họ thường nói cứ lấy vợ đi rồi mày sẽ sáng mắt ra coi Facebook mà đoán tính cách. Người độ lượng là dù không ai like vẫn viết đều đều hai status mỗi ngày. Người ích kỷ là đọc status nhưng không thèm like. Người hào phóng là dù không đọc status vẫn like. Người sống tình cảm là like trước khi đọc. Người sống lý trí thì đọc xong mới like. Người sơ sẩy nhất là kết friend với Facebook vợ hoặc chồng mình. Người sống mà tưởng zombie là người lập Facebook nhưng không viết sở tây tớt, không like, không comment, không share gì cả. Người đáng thương nhất là người không biết trên đời có Facebook. Lòng tin có giá Đàn bà thường nghi ngờ chồng nên nếu có dịp kiểm chứng những nghi ngờ ấy thì họ không bao giờ chịu bỏ lỡ thứ ba vợ gục đầu vào vai tôi giọng nũng nịu anh có yêu em không hỏi vơ vẩn thật không yêu em thì anh còn lý do gì để sống trên đời này chứ thế anh đã bao giờ phản bội em chưa chưa anh đâu có ngu đến mức tự hủy hoại cuộc sống của mình như thế anh thề đi anh thề nếu anh mà phản bội em thì anh sẽ bị liệt dương. Khiếp, thề gì mà độc thế? Lần sau, thề cái gì thì thề nhưng cấm không được lôi cái đó ra thề nhá. Nhớ ờ, nó thành sự thật. Thì em còn lý do gì để sống trên đời này nữa đây? Mà anh ơi, sao em? Trên huyện có thầy sang xem bói rất giỏi. Thầy chỉ xem qua bàn tay là biết được người đó có ngoại tình hay không đấy mai em đưa anh đến đó xem thử nhé đi thì đi sợ gì thời buổi này mà em còn tin vào mấy trò bói toán mê tín dị đoan ấy sao không phải là mê tín dị đoan đâu thầy xem đúng lắm đấy và xem miễn phí chứ không lấy tiền đâu nhé em được chứng kiến một lần rồi nên em biết thầy nói chi tiết lắm ngày nào giờ nào vào nhà nghỉ nào phòng nào dùng hết mấy cái bao thầy đọc ra hết cái ông khách hôm ấy đi cùng vợ nghe thầy kể ra thì mặt cứ tái mét cứng họng nhưng về sau vẫn cố cãi chảy cãi cối thầy sang bực mình quá mới đốt một lá bùa cho ông chồng ấy uống vừa uống trôi khỏi cổ ông chồng lập tức như bị thôi miên quỳ rụp xuống trước mặt vợ có bao nhiêu vụ ngoại tình với bà nào, con nào. Cứ thế tự kể ra hết. Anh không tin thì cuối tuần này cứ đi với em. Em sẽ nhờ thầy xem cho. Ừ, hay để hôm khác đi. Giờ mới nhớ ra là mai anh có cuộc họp quan trọng đấy. Vợ tôi nghe thế thì cũng ẩm ừ đồng ý. May quá, vậy là tôi còn thời gian để thu xếp. Chứ nếu vợ tôi đòi đi ngay thì thực sự nguy to tôi trước giờ vốn không tin lắm vào bói toán nhưng nếu theo như những gì vợ tôi đã nói và đã chứng kiến thì đúng là thầy sang này giỏi thật đấy mà nếu giỏi thật thì tôi nguy thật nguy thật rồi không được không thể để chuyện đó xảy ra được vậy là chiều hôm sau tôi giấu vợ xin nghỉ làm rồi cặm cụi phi xe lên huyện hỏi giỏ mãi mới đến được nhà thầy sang bước chân vào là đã thấy khách xếp hàng chờ xem ngồi la liệt ngổn ngang từ sân đến cửa cứ xem xong một cặp thì thầy sang lại ra vào gọi cặp khác vào tiếp nhiều lúc đang yên thì lại nghe bên trong phòng thầy có tiếng đàn bà rú lên rồi khóc lóc gào thét trời ạ à, vậy ra bấy lâu nay tôi bị ông lửa gà đà bị ông biến thành con lợn mà tôi không hề biết, vẫn cứ tin vào mấy lời thể thốt ngon ngọt của ông. giờ thì ông còn cãi đường nào? đi về, đi về nhà, rồi ông sẽ biết tay tôi. và sau đó là cảnh ông chồng run rẩy, rúng gió như một con chó bị vợ kéo tai lôi sành sạch ra ngoài. nhưng cũng có những đôi đi từ trong phòng thầy ra với vẻ rất tình cảm, họ khoác tay nhau, rồi gục đầu vào nhau mỉm cười đầy mãn nguyện nhìn họ yêu đầy đời phơi phới như vừa chút được gánh nặng nghìn cân như bầu trời vừa bỏ lại sau lưng những ngày mưa gió tơi bời chỉ còn mây trắng xinh nắng lung linh trên nền xanh bao la chỉ còn bướm còn hoa cùng bầy chim rộn rã hát ca đến khoảng cuối giờ chiều thì khách cũng đã vãn hẳn và rồi lúc gà nhập nhoạng lên chuồng thì chỉ còn có một mình tôi ở lại. Thầy sang thấy vậy thì vẫy tay gọi tôi vào. Trong phòng thầy đặt một cái điện thờ khói hương nghi ngút, nồng nặc hoa quả và bánh kẹo xếp thành hàng, thành đống dài dạng rạc Thầy bảo tôi ngồi xuống chiếu, rót trà vào chén cho tôi, rồi cất giọng ỉ ôi. Sao con đi có một mình, thường thì những người tới đây đều đưa theo vợ hoặc chồng cơ đấy dạ con không đến xem mà con đến có việc nhờ thầy giúp ạ à? chả là thôi khỏi phải nói ta hỏi vậy chứ biết thừa rồi dạ trăm sự nhờ thầy một hai ngày tới vợ con nó sẽ đưa con đến đây nếu con mà tử tế thì chẳng nói làm gì đằng này con cũng có năm bảy lần lăng nhăng linh tinh bên ngoài thế nên con phải đến gặp thầy trước để tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy sắp tiền về phía thầy thầy sang cầm cục tiền lên đếm đếm rồi gật gù giọng đầy cảm thông ta hiểu mà mọi việc sẽ đúng như ý con thôi phá hoại hạnh phúc của người khác cũng không phải là điều ta muốn làm đó là việc thất đức mà con thấy đấy ta xem cho mọi người đều miễn phí, có lấy của ai đồng nào đâu. Dạ, thầy đại tử đại bi. Nhưng thầy ơi, xem miễn phí mà sao nhà thầy vẫn giàu thế ạ à? Toàn là đồ xịn, xe xịn, chắc thầy phải có nguồn thu nhập nào khác chưa? À? Đúng vậy, thu nhập chính của ta là từ những thằng như con đó. Giờ còn sớm, trừ lát nữa còn sẽ thấy khách vẫn đến ngồn ngột, ngột và chỉ đi một mình thôi, chứ không đi theo cặp giống như ban ngày đâu. vậy tức là những đôi mà đưa nhau đến nhà thầy vào ban ngày thì trước đó một trong hai người họ đã đến gặp thầy vào ban đêm có đúng không ạ? đúng quá. vậy sao con vẫn thấy có người sau khi được thầy xem thì gào thét, khóc lóc rồi lôi sành sạch chồng hoặc vợ của mình ra ngoài vậy ạ? đó là bọn cò là người của ta chúng nó diễn trò ấy mà phải diễn như thế thì những người như vợ của con mới tin chứ mới dỉ tai nhau rồi đưa thêm vợ thêm chồng của họ tới và phải thế thì những người như con mới tới đây đưa tiền cho ta chứ dạ vậy chắc thầy bận rộn lắm ạ à? đương nhiên rồi đàn bà thì thường nghi ngờ chồng nếu có dịp kiểm chứng những nghi ngờ ấy thì họ không bao giờ chịu bỏ lỡ còn mấy lão chồng cũng vậy nghe khi nghe tin có thể lúc đầu vẫn bán tín bán nghi nhưng rồi thì thằng nào cũng phải cuống cuồng tìm đến đây gặp ta thôi bởi vậy ta làm không hết việc đang định mở thêm mấy chi nhánh nữa vì khách đến ngày càng đông đấy dạ vậy theo thầy liệu có thầy bói nào có tài năng thật sự mà có thể xem và biết được chuyện ngoại tình của người khác không ạ? À? Trên thế giới thì ta không biết, trừ ở Việt Nam thì ta khẳng định là không có, bởi nếu có thì vợ ta nó đã lôi ta đến đó từ lâu rồi và tất nhiên ta sẽ chẳng thể còn lành lặn mà ngồi đây để lấy tiền và lo giữ gìn hạnh phúc cho vợ chồng con được. Cũng bởi thế, hôm đến nhà thầy sang trong khi vợ tôi thấp thỏm bồn chồn thì tôi lại rất tự tin và thoải mái. Cứ mỗi lần thấy cảnh một bà vợ vừa quát tháo, vừa khóc lóc, vừa kéo tai lôi sành sạch ông chồng từ trong phòng ra ngoài, là vợ tôi lại thở dài thườn thượt nhìn sang tôi, giọng bồi ngồi. Đấy, khổ thân anh chồng quá. Khổ gì? Cái loại chồng ấy thì chém chết cũng đáng, chứ khổ cái gì? Vợ tôi nghe vậy thì chỉ im lặng, gục đầu vào vai tôi dịu dàng, miệng cười tủm tỉm Và nụ cười tủm tỉm ấy còn theo vợ tôi trên suốt trọt chặng đường về nhà. Và suốt những ngày sau đó, đương nhiên rồi, những người phụ nữ thì còn gì vui hơn khi biết rằng chồng mình là một người đàn ông trung thủy, chưa bao giờ làm điều gì phản bội hay có lỗi với mình. Rồi mấy hôm sau, tự nhiên vợ ôm tôi thì thào em xin lỗi vì lâu nay đã nghi ngờ anh đừng giận em nhé anh sao giận em được chứ có giận thì anh giận bản thân mình mới đúng vì dù là anh chưa bao giờ làm gì phản bội em nhưng để em phải nghi ngờ dù chỉ là một chút xíu thôi ấy cũng vẫn là lỗi của anh rồi giờ thì em tin anh rồi sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa đâu thế em thề đi em thề nếu em mà còn nghi ngờ anh thì em sẽ bị liệt khiếp thôi thôi lần sau thề cái gì thì thề nhưng cấm không được lôi cái đó ra thề đâu đấy nhé vì nó vớ vẩn bỏ xử đôi lúc tôi cứ tự hỏi mình rằng có phải tôi đã mất tiền oan cho lão thầy sang ấy bởi lão ta đâu có tài năng gì đâu chỉ là lừa bịp thôi mà nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là oan bởi nếu tôi tử tế thì tôi đã không phải bỏ ra số tiền đó và cũng coi như số tiền ấy tôi dùng để mua lấy sự tin tưởng của vợ dành cho tôi để mua lấy hạnh phúc gia đình với tôi hạnh phúc gia đình là thứ quý giá lắm bỏ chút tiền ấy ra để mua kể cũng đáng thậm chí là rất đáng Lý do vợ chồng không nên tắt đèn khi ngủ. Ông chồng sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, lát sau, cô y tá mở cửa nói: "Con trai ông ạ, à, ông có thể vào được rồi." Ông chồng xúc động bước vào phòng, chợt sững sốt khi thấy đứa bé con trai mới sinh của ông đen thui như cái cột nhà cháy vậy tái mặt. Ông ngó bà vợ, nét mặt của bà vợ buồn bã trách ông. Đấy, tại sao? Hễ cứ lên giường ngủ là... là lo tắt đèn đi. Phòng ngủ thiếu ánh sáng, tối thôi nên thảnh thử con mình đẻ ra đâu có được trắng trẻo như con người ta đâu. Mánh khóe vừa ra tới cổng lão đã gặp hắn mặt hắn hầm hầm thấy vậy lão mới hỏi đi đâu mà có vẻ bực tức vậy hả chú hắn nhìn lão rồi bảo tôi lên nhà văn hóa để gọi cho con vợ tôi về suốt ngày sáng thì dưỡng sinh chiều thì bóng truyền hơi ừ giờ thì nông vụ đã qua rồi rảnh rỗi thì cho cô ấy sinh hoạt cho vui vui cái nỗi gì nói xong Lão khoát tay rồi đi thẳng lên nhà văn hóa. Hôm qua nhà hắn có việc, chắc là vợ hắn giấu số rượu còn lại nên hắn tìm thị để hỏi. Hắn đi gần tới nhà văn hóa, bỗng hắn trở nên như một thằng say. Hắn bước siêu vẹo, chân nam đá chân chiêu, miệng thì lầm bà lầm bầm. Mộ vợ hắn đang ngồi cùng mấy bà trông thấy hắn như vậy thì nói, hôm qua có công còn ít rượu định mua ít thuốc về ngâm để mà xoa bóp. Lại lấy uống say mèn đi rồi. Các bà thấy xô tôi có khổ không cơ chứ? Mấy bà nghe thị nói vậy cũng chạnh lòng. Ừ, gặp phải thằng chồng nát rượu, kể cũng khổ thật. Sao bà biết chồng nát rượu mà không giấu đi? Không giấu, tôi đã thù sau cái chuồng gà rồi. Thế mà, Hắn nghe thị nói với mấy bà như vậy. Hắn lại lào đảo quay về. Khi đi qua khỏi nhà văn hóa, hắn cười rồi chạy một mạch về nhà. Chiều hôm đó, hắn lại say. Bản chất của hạnh phúc Hôm trước trời mưa, chị hàng xóm tiện đường xin đi nhờ ô tô của tôi. Đang lái xe tôi nghe từ ghế sau có tiếng rên ư ử như tiếng chó vậy quay lại thấy chị hàng xóm mắt nhắm nghiền mồm thì há ra thở hổn hển tôi hỏi sao thế chị bảo xe chú đi cứ rung rung như sách thoi vậy chị hứng quá chịu không nổi lúc đi cạnh con xe tải chở lợn thối quá chị hàng xóm bảo chú vượt qua nó có được không tôi bảo ok rồi đạp kịch ga cho xe vọt lên. Vượt xong ngoái lại, không thấy con xe tải đâu. Nghĩ bụng chắc do mình phóng nhanh quá thì lại nghe giọng chị hàng xóm có câu. Cậu có nói, chú nhìn cái gì? Cái xe lợn ấy nó đang chạy đằng trước, bỏ xa xe mình cả trăm mét rồi kìa. Và cũng chính cái xe đáng xấu hổ ấy là nguyên nhân khiến bạn gái tôi bị sốt sốt huyết. Đó là hôm chúng tôi đi dã ngoại ở một vùng quê vắng vẻ, nơi có những cánh đồng cỏ mênh mông thẳng cỏ bay. Bay lâu quá nên phải duỗi cẳng ra cho đỡ mỏi. Dã ngoại chán chê, chúng tôi đánh xe vào một bụi rậm để dã nhau. Xe tôi thì bé mà chân bạn gái tôi thì dài nên để giã được thoải mái tôi phải hạ cửa kính cho bạn gái tôi thò chân ra ngoài mà không hề biết rằng cái bụi rậm đó lại có rất nhiều mũi vằn thủ phạm gây bệnh sốt xuất, xuất huyết còn gọi là mũi halogen cùng họ với mũi anofen thảo nào lúc đang giã cao trào tôi cứ thấy bạn gái tôi co giật run bần bật giờ tôi mới biết đó là thời điểm bạn gái bị mũi trích và phóng mầm bệnh vào người tôi quyết định bán cái xe chết tiệt ấy đi rồi gom thêm tiền mua cái xe khác nhưng gom mãi vẫn không đủ tiền chợt nhớ đợt trước có thằng bạn vay tôi chục triệu để đưa vợ nó đi đẻ giờ con nó học lớp mẫu giáo lớn rồi mà vẫn chưa thấy trả Tôi liền gọi điện đòi tiền. Nó xin khất vì lý do vợ nó chuẩn bị đẻ. Tiền sư cứ vậy chắc đợi đến khi vợ nó đẻ hết trứng mất hoặc mãn kinh thì nó mới trả tiền tôi chăng. Tôi cáu và chửi thì nó tắt máy. Tôi điền quá bắt xe ôm tới tận nhà nó. Nhà nó ở trong ngõ nhỏ taxi không vào được. Đã bực lại còn vớ phải gã, gã xe ôm giờ hơi làm tôi càng bực thêm nữa đường vắng hoe mới trải nhựa phẳng lì vậy mà gã xe ôm cứ chạy tà tà 30 km trên giờ tôi sốt ruột đành dục anh chạy nhanh hơn có được không gã xe ôm lắc đầu càng trước của xe em bị vênh rồi chạy nhanh sợ bị rơi bánh ạ à? thế nhưng đến đoạn đường ổ gà và sóc đúng ra phải chạy chậm lại thì gã vẫn cứ tiếp tục duy trì tốc độ 30 km h khiến chiếc xe long sòng sọc, sọc và nhảy lên cổ cổ. Tôi bấu chặt gã để khỏi văng khỏi xe, giọng hoảng hốt. Chậm lại chút anh ơi, nhưng gã lại xua tay. Bù di của xe yếu rồi, chạy chậm, sợ chết máy. Hóa ra tôi và gã xe ôm giống nhau đều đang chán con xe hiện tại và đang xoay tiền mua xe mới. Chỉ khác là tôi mua xe hơi, còn gã thì mua xe máy và khác nữa là gã đang rất phấn khích hạnh phúc vì xoay đủ tiền mua xe rồi còn tôi thì đang cay cú bực bội vì không đòi được tiền từ thằng bạn đều kia rồi tôi chợt hiểu vậy ra hạnh phúc không liên quan lắm đến những gì chúng ta đang có gã sẽ ôm hạnh phúc vì sắp được mua con xe quay mới cái xe mà tôi đã sở hữu và chán ngấy cách đây cả chục năm còn tôi thì tôi buồn bực vì phải đi cái xe ô tô nhỏ, rung và hơi yếu. Và rồi cũng sẽ đến khi gã xe ôm giống như tôi chán ngấy cái xe quay tìm khách khác bán đi để gom tiền mua về một em xe khác. Giá như con người có thể giữ được mãi mãi cái cảm xúc thích thú và đắm say với một thứ gì đó hoặc với một ai đó như thùa ban đầu thì hạnh phúc và sự thủy chung ở đời này sẽ bớt xa xỉ đi biết bao nhiêu. Phơi khô tại bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố, có hai bệnh nhân tâm thần rủ nhau đi chơi, bệnh nhân thứ nhất bị trượt chân rơi xuống nước, bệnh nhân thứ hai lao xuống nước để cứu được bạn và đưa về phòng. Sáng hôm sau ông bác sĩ trưởng khoa gọi bệnh nhân thứ hai lên phòng làm việc của ông và thông báo anh có một tin buồn và một tin vui tin vui là anh được khen vì có hành động dũng cảm cứu bạn và điều đó cũng chứng tỏ là anh đã khỏi bệnh tin buồn là người mà anh cứu hôm qua đã treo cổ tự tử dạ không phải nó treo cổ tự tử đâu là tôi treo nó lên để phơi cho khô đấy. <laughs> khởi nghiệp, thiên tính không bằng trời tính. Tôi vay chạy, dành dụ mãi được tí vốn và quyết định khởi nghiệp bằng cách thuê địa điểm mở một cửa hàng kinh doanh. Tôi đã đi khảo sát khắp phố và cuối cùng thuê một cửa hàng ở đối diện một tòa nhà cao tầng rất to tòa nhà này là trụ sở của một tập đoàn lớn nhân viên toàn những người lịch sự lắm tiền nên nếu tôi mở quán hải sản ở ngay đối diện tòa nhà ấy thì chắc chắn sẽ thu được nhân viên của tập đoàn đó sang ăn việt nam nghĩ là làm chỉ sau một tháng tích cực chuẩn bị quán hải sản của tôi đã bắt đầu đi vào hoạt động Hôm khai trương, tôi treo băng rôn quảng cáo rầm rầm từ đầu phố thuê đội lân về múa tưng bừng. Nhân viên của tập đoàn đó ra xem rất đông, nhưng lạ thay, không một ai vào quán của tôi ăn cả. Dù hôm đó, tôi khuyến mại giảm giá 50%, những ngày sau đó cũng vậy. Nhân viên tập đoàn đó chỉ đứng ở ngoài trì trò, nghiêng ngó, chứ không hề vào ăn uống. Hải sản tôi bị ế hàng loạt, tôm cua ghẹ bảo quản lâu không được đành phải luộc lên cho nhân viên của tôi ăn thay cơm nhân viên của tôi ăn nhiều hải sản ế quá đâm ra tiêu chảy không dám ăn nữa và hải sản phải đem cho lợn lợn ăn nhiều hải sản ế quá cũng tiêu chảy luôn tiền vốn cạn kiệt nợ nần trồng chất tôi đành phải đóng cửa hàng cho nhân viên nghỉ việc tiền thuê cửa hàng đã trả trước cả năm, không đòi lại được. Trong lúc tìm người để cho thuê lại, thấy vứt cửa hàng không vậy cũng tiếc. Tôi mới bê cái bàn ra, kê thêm vài cái ghế nhựa để bán trà đá. Ấy vậy mà khách đông lắm và lại toàn là nhân viên của cái tập đoàn lớn ấy. Ai cũng com lê cả vạt, giày tây, cặp số và cái quán trà đá của tôi chả biết từ lúc nào đã trở thành nơi họ gặp gỡ đối tác bàn công việc làm ăn với những dự án toàn tiền tỷ sau đó tôi còn bán thêm cả mì tôm loại mì trần chuồng mua xỉ tính ra khoảng hai nghìn rưỡi một bánh tôi chỉ đổ nước sôi vào pha xong bán bảy nghìn một bát tất nhiên anh nào kỳ kèo mặc cả xuống khoảng 5.000 ,500, 6.000 tôi cũng bán luôn tôi còn sắm thêm cả bộ đồ nghề bơm vá xe đạp ghi giá rõ ràng để khỏi mặt cả bơm một bánh 2.000 bơm hai bánh 3.000 vá là 5.000 không tính tiền bơm sau khi vá cứ như thế chỉ với nguồn thu từ bán trà đá mì tôm và bơm vá xe đạp cho những nhân viên com lê cà vạt, dày tây lịch sự, lắm tiền của cái tập đoàn ấy mà tôi dần dần trả hết nợ và còn bắt đầu có tích lũy. Các bạn thấy đấy, khởi nghiệp không bao giờ là dễ dàng cả và đôi khi thất bại hay thành công, nó lại không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình. Giờ tôi mới thấm thía cái câu người đời đã dạy rằng thiên tính không bằng trời tính. Chắc nhiều bạn cũng đang thắc mắc, thiên với trời thì khác mẹ gì nhau? Khác đấy, trời là trời, còn thiên là tôi, tôi là thiên. Thơ vui, đừng uống rượu. Nếu anh uống nhiều rượu thì anh liệu cái thân, kẻo ra đi âm thầm mà không biết giờ liệm bỏ lại con bướm quý hãy nghe em một tí chỉ uống một hai ly uống chỉ để nhâm nhi vừa giữ gìn sức khỏe lại được sống vui vẻ cùng bên con bướm ngày đêm anh ơi hãy nghe em đừng uống nhiều rượu nhé uống rượu chết nhanh lắm uống bia chết từ từ anh chỉ uống một đến hai ly thôi anh uống một ly để nhâm nhi tình bạn còn uống hai ly anh uống cho cả nỗi sầu đừng để ba ly mũi chảy đến dâu còn bốn ly thì đặt đâu anh nằm đó năm ly anh cho chó ăn chè sáu ly anh nằm cả vỉa hè mà bảy ly anh lè nhè cả đêm tám ly thì thân thể anh yếu mềm còn chín ly thì người anh cứng như nỏ thần mười ly thì con cháu ầm ầm sau ba mươi phút âm thầm ra đi ra đi chẳng nói một lời bỏ em con dại trên đời bơ vơ anh ơi em có nào ngờ chỉ vì chai rượu mà giờ xa nhau trước cửa hiệu thuốc Tây, người xếp hàng dài rằng dặc nhẫn nại, nhích lên từng bước một. Bỗng có một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo thì sọc sạch, chen lên phía trước, miệng liên tục nói, Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ. Mọi người tỏ vẻ thông cảm và giạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hồn hề nói với cô bán thuốc. Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai cái bao cao su. Lan đột biến. Lan vốn là con nhà nông, chân không dài, mặt không đẹp. Nhưng Lan lại muốn đổi đời. Hàng ngày, Lan lang thang đi bán bánh bò khắp xóm. Bọn con trai trong xóm không thích ăn bánh bò mà chỉ thích ăn bánh bao nên nàng ế chồng ế chơ. Lan không cam chịu cuộc sống nghèo nàn, nàng quyết định đổi đời. Nhưng đời chưa chịu cho Lan ngóc đầu lên với thiên hạ. Ngày nọ, có chàng đi buôn đến từ Triều Châu về xóm. Hai người vừa gặp nhau đã ý hợp tâm đầu. Chàng tên là A Chảy, chàng quyết định thay trời giúp cho Lan làm giàu thế là cả hai bàn tính cách làm giàu bằng cách bán lan bán lan đây không phải là bán lan bánh bò sang trung quốc mà là bán lan đột biến a à chảy một mặt đóng vai đại gia đi thu mua lan đột biến một mặt thúc hối lan mở cửa hàng bán lan cái giỏ lan phi điệp giá chỉ vài trăm ngàn đến vài triệu là cùng được a chảy và lan hô giá lên thành trăm triệu bà con thấy giá lan cao quá dễ làm giàu quá cũng bay vào xin làm ăn với cặp đôi lan chảy người người nhà nhà cùng rủ nhau chơi lan đột biến cho hợp thế thời lại dễ sinh lời điệp là chàng trai thất trí từ thành thị trở về quê nghe tin lan đang làm ăn khá giả trở thành tỷ phú chỉ nhờ vào vài giò lan cả làng lan và điệp ngày nào cũng tấp nập đại gia sách cả cặp tiền ra vào họ nói xí số xì xào gì đó không ai hiểu điệp nghe người ta đồn đó là đối tác mua lan đột biến của lan chả trách từ cô lan bán bánh bò lan đỡ trở thành kỳ nữ vượt khó làm giàu điệp ưng cái bụng về nhà kêu tía má bán sạch hết ruộng vườn lấy tiền tỷ đầu tư lan tía má điệp chửi inh ỏi có bị điên mới mua lan đột biến như mấy cọng rau muống mà giá tiền tỷ điệp cười khởi bảo tía má già rồi đại gia giờ chơi ngông không vậy đó thương điệp là thằng con trai độc nhất tía điệp bán hết ruộng nhà rồi chuồng ra chuồng bò ở tạm chờ ngày điệp trúng mánh lan đột biến rồi đổi đời A à, chạy, sau khi dẫn dụ khá nhiều con mồi chơi lan đột biến thì ôm tiền tỷ chạy về Triều Châu đám đại gia giả ra hay tin ông trùm thu mua lan đột biến đã chạy người khóc giống kẻ khóc dòng điệp từ ngày mua lan tiền tỷ về chờ thời cơ giá lan đột nhiên rớt xuống giá chỉ còn có giá vài triệu đồng thậm chí lên mảng dò lan y hệt nhà điệp chỉ có giá vài trăm nghìn đồng biết chúng phải cú lừa điệp ba chân bốn cẳng chạy về nhà lan than ơi lan cũng đột biến nốt nhà cửa trống trơn có kẻ nói Lan sau khi lừa tiền thiên hạ đã chạy theo người tình A chạy nghĩ tới cảnh nhà cửa đã bán hết để chơi Lan tía má giờ đang ngủ ở chuồng bò điệp cũng đổ tử mà ra đi có đôi thanh niên nam nữ đi dạo trên con đường làng nhìn thấy đàn bò đang gặm cỏ chàng trai hỏi cô gái giống bò không biết nói mà sao đến kỳ bò cái dụng chứng con bò đực lại biết mà tìm đến để giao phối hả em cô gái đáp anh không biết đấy thôi lúc ấy bò cái tiết ra một chất xạ đặc biệt làm cho bò đực hưng phấn mà tìm đến đấy chàng trai à thì ra vậy đi một đỗi Cô gái hỏi: "Đấy, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Nhìn xung quanh, chàng trai không thấy có con bò nào cả, nhưng vẫn đánh mũi đi các hướng để ngửi và lắc đầu. "Không, anh không ngửi thấy mùi gì hết." Cô gái lại nói: "Anh thử ngửi lại đi, ngửi cho kỹ vào." Chàng trai lại đánh mũi đi tứ phía rồi quả quyết: "Không có mùi gì cả mà." Cô gái tức giận Anh thật là ngu hơn cả con bò đực <laughs> Dạy vợ Đêm tân hôn Chú rể vừa cởi chiếc áo bò trên giường Ngay lập tức cô dâu liền cởi áo của mình Bỏ lên trên áo của chú rể Rồi lấy hai chân dẫm lên hai chiếc áo Thấy lạ Chú rể liền hỏi thì cô dâu thỏ thẻ đáp Mẹ bảo làm như vậy là chồng nghe lời và sợ vợ Chú rể nghe vậy thì cười cười Ôm hai chiếc áo vào lòng rồi nói Mẹ cũng bảo làm như thế này Thì vợ chồng yêu thương nhau suốt đời Không hề chia lìa nhau Vợ bắt đầu quản chồng Bắt đầu từ cái nhỏ Bảo chồng đổ bô nước đái Chồng cũng làm đang bận dở dang công việc vợ ở gọi điện nhà hết nước mắm nói chồng chạy ra chợ mua về cho vợ đang nấu ăn dở chồng cũng vui vẻ làm theo không hề có một tiếng phản nàn đến những việc vợ quản lý cả chuyện chồng giao du với người này người kia chồng vẫn mỉm cười chiều ý vợ đang ngồi uống cà phê vợ gọi một tiếng chồng đứng dậy đi về ngay tức khắc chồng uống rượu với bạn vợ kéo tai là theo vợ về nhà có người châm chọc đàn bà cứ như trẻ con không dạy dỗ không đánh đập là leo lên đầu lên cổ ngồi như bà nội anh là thằng đàn ông mà sao lại nhu nhược quá vậy hay là anh bị liệt cái ấy rồi nên vợ tức giận mà quản thúc như thế người bạn thân cáu chắc là kiếp trước mày làm hòa thượng chưa bao giờ nhìn thấy đàn bà à không ai giống mày cái đồ sợ đàn bà có thằng bạn như mày thật là đáng xấu hổ những lúc như vậy chồng chỉ mỉm cười vợ quản được chồng rất là đắc ý rất là tự hào với những cô vợ hàng xóm cứ thế được đằng chân lân đằng đầu rồi vợ sấn sang cả mẹ chồng ngay cả mẹ chồng cũng tỏ thái độ mặn nặng mày nhẹ đến một ngày vợ thủ thị với chồng về những điều không phải của mẹ chồng chồng ngồi ngây buồn buồn thở dài tâm sự cùng vợ em biết vì sao anh không đánh em không vì mẹ anh đấy cả đời mẹ khổ sở vì tính ba thô bạo chỉ có điều không hài lòng là câu trước câu sau ông sẽ đánh mẹ luôn mẹ anh bị ba đánh đến nỗi mỗi lần bầm tím cả mặt, gãy cả ghế. Mẹ anh vì các con mà chịu nhịn cả đời. Mỗi lần nhìn mẹ bị ba đánh, anh tự thề với lòng mình lấy vợ sẽ không làm cho vợ đau một đầu ngón tay. Không phải anh sợ em vì anh không quên được lời mẹ. Là đàn bà sinh ra là để đàn ông yêu thương, chứ không phải sinh ra là để đàn ông đánh vợ ở ngây người, không tưởng tượng được chồng lại rộng lượng đến như thế. Kể từ hôm đó, chồng uống rượu con cả kê với bạn, vợ cũng không nắm tay kéo đi. Đôi lúc còn bưng nước cho chồng uống, bạn bè đến nhà nhậu, vợ vui vẻ phục vụ. Chạy đi mua cái này mua cái nọ về cho chồng cùng bạn bè nhâm nhi. Bạn bè và hàng xóm thấy vậy, thay, thay đổi như vậy, ngạc nhiên vô cùng. Có người hỏi chồng, mày dạy vợ cách gì mà cô ấy lại thay đổi tính nết 100% thế? Chồng nghiêm túc trả lời, đánh đàn bà chỉ dạy cho đàn bà khẩu phục, còn yêu thương đàn bà sẽ dạy đàn bà tâm phục. Nhỉ? Ở một xóm quê nọ, có đôi vợ chồng trẻ sinh được đứa con trai đã hơn một tuổi rồi mà vẫn chưa thôi bú. Thường thì người chồng đi làm, vợ ở nhà trông con, lo dọn dẹp trong nhà và nấu cơm cho gia đình ăn mà thôi. Bữa nọ, người chồng chuẩn bị vác cuốc ra đồng thì người vợ bảo rằng bữa này ở nhà tôi sẽ cai bú thằng cu tí. Vì thằng cu tí là con so, chồng rất cưng, nay nghe vợ nói là cai bú, thì lo lắng mới hỏi làm sao mà cai người ta bày luộc một cái trứng gà rồi quăng vào gầm giường kêu nó bò xuống nó lượm rồi nó tự lột nó ăn thì dễ cai bú lắm chồng gật đầu bà làm sao thì làm rồi chồng vác quốc ra đồng làm tới trưa về ăn cơm thì thấy vợ nằm võng cho con bú chồng trưng hưởng hỏi ủa thế hồi sáng bà nói cai bú cho nó, sao bây giờ vẫn còn nằm cho nó bú tình quen như vậy? à, hồi sáng tôi có luộc trứng gà rồi quăng xuống gầm giường, bảo nó bò vào lấy ăn, nó không thèm bò vào lấy mà nó cứ đòi bú khóc hoài, tôi thấy thường quá sữa thì căng mà để con đói nên tôi cho nó bú một thời gian nữa rồi hãy cai. ông chồng gật đầu, ừ, thị kệ cho nó bú thêm một thời gian nữa. Rồi hãng cai cũng được Vợ nói Thế còn cái trứng gà Tôi quăng ở dưới gầm giường đấy Mình lượm mà ăn Chứ để cũng uổng Người chồng nhìn vợ Trợn mắt trời Ô tôi đâu có ngu Bà cai bú thằng nhỏ không được Rồi tính cai tôi đấy hả Nói thật Bà cai bú thằng nhỏ không được thì kệ bà Chứ bà đừng có gạt tôi lượm hột gà mà ăn rồi bà cai bú tôi đó nha. Tôi không có ngu đâu. Đừng có hòng mà gạt tôi. Tám kinh nghiệm chụp hình cho phụ nữ bằng điện thoại. Một, luôn xoay camera xuống dưới. Như vậy, cảm giác đối tượng cao hơn. Hai, hạ thấp máy dưới trọng tâm. Nhưng không quá thấp để thấy phần da dưới cằm. 3. Nếu có ba người nữ nhờ bạn chụp hình, bạn hãy quan sát xem điện thoại đó của ai và canh cho người đó đẹp nhất. Như vậy, tránh việc bạn phải chụp lại 888 tấm hoặc bị chê là không biết chụp. 4. Nếu người phụ nữ chủ máy điện thoại ngồi đầu bàn ăn, hãy chụp từ đầu bên kia nhưng vẫn lấy nét vào cô ấy. 5. Nếu người phụ nữ mặc váy hở vai, hãy chắc rằng phần vai ấy phải thật là gầy, nếu nó không gầy thì là lỗi của bạn. 6. Thay vì nhắc họ cười, hãy nhắc họ hóp bụng lại. 7. Luôn xem lại hình đã chụp trước khi trả máy cho họ, nếu nó chưa ổn, hãy tự giác xin chụp lại phụ nữ luôn thoải mái với việc đó bạn có thể xin năm bảy lần cũng không sao nhé tám nếu phụ nữ nói tấm hình chưa đẹp luôn nhận là lỗi của bạn không phải của mặt trời của bóng đèn hay của ai cả xăng ôm xóm tôi đứt gánh giữa đường ở tuổi 27, chị không đi bước nữa, chị bảo ở vậy cho sinh sang. Thực tình, chị chẳng hay đầu mày cuối mắt với ai, hàng ngày chị chăm chú vào việc bán xăng lẻ kiếm tiền nuôi con. Nhưng ông vờn quá nhiều, khiến chị ngày càng làm duyên làm dáng và nhận ra mình đẹp. Không phải nhà ông học, chị vẫn biết tổng con nào tơ, con nào già, con nào la cà cho vui, con nào bay tới bay lui để đặt mục tiêu oanh tạc. Có một anh chàng có gốc rễ ở cùng dãy phố, vậy mà vẫn đi lạc vào nhà chị. vờ hỏi thăm đường, rồi anh bảo chị đổ xăng, cổ áo trễ chàng, chị cúi xuống, chào ôi, anh thấy lâng lâng như vừa uống rượu. Rồi anh bông lên hỏi mồ chồng cỏ héo chưa em? cặp mắt gợi tình, chị nói em quạt mỏi tay rồi mà chưa héo. Anh nói hay là em nhổ cỏ đi cho nhanh. Anh móc ví tính tiền, chị đứng sát bên cạnh anh, mùi hương thiếu phụ át cả mùi xăng làm anh mê mẩn. Chị chủ động rút tờ 200 ngàn trong ví, rồi nói vào nhà em thối lại cho. Anh sướng dơn người nghĩ bụng chắc con cá đói đang cắn câu đây chị đứng lấp lửng ở cửa buồng bất ngờ tát yêu anh rồi nói anh đẹp trai lắm mặt đờ đẫn ngây ngây anh ôm choàng lấy chị anh vừa định đi xa hơn thì chị khẽ đẩy anh ra nói để khi khác con bé nhà em đi học sắp về rồi tiền thối đây anh anh nói thôi bo cho em luôn đấy từ đó, anh thường than với bà xã rằng xăng đã tăng giá, lại còn bị đổ thiếu. Tiền xăng coi vậy mà bộn lắm em ơi. Sau lời than, anh lại có vài trăm vì vợ cảm thương anh lắm. Một lần đi nhậu thịt dê, bản anh và bạn kế bên không hẹn mà cùng nói về chị bán xăng. Anh trưng hửng, thế ra con nhỏ này đâu phải ban phát cho riêng mình đâu. Anh ngồi im lặng, sượng sùng một ông nói chúng mình đã rơi cùng một điểm sao không ghép bàn ngồi với nhau nhỉ sau màn cũng ly thề đừng cho vợ biết các ông tranh nhau kể chuyện tình tôi với nàng đẹp nhất trần gian ông thì kể nàng tình tự với tao thế này ông thì kể nàng âu yếm tao thế kia có ông còn bạo miệng kể gần lúc cao điểm thì con bé nhà nàng về xui thế. Cuối cùng ai cũng ngã ngừa rằng vì em này gặp ai cũng diễn cùng một vợ. Từ khâu gợi tình cho đến khâu gợi tiền. Một ông nhăn nhó nói nó đổ loại xăng gì mà xe tôi cứ nổ lụp bụp đi cả giật cả tưng. Cả bọn mặt nghệch ra ai cũng ngập ngồi nói xe tôi đâu khác gì xe ông lão chủ quán trong bếp thỏ ra cười ha hả đổ sang ba lăng nhăng, thì phải thế thôi dạo này người làng hay xì xào về vụ xăng ôm với một lô tên tuổi quý anh khả kính mấy bà vợ có quyền và nghĩa vụ liên quan nhảy dựng lên giật giật tìm nhau bản tính và quyết định hai điều một là chồng ai nấy dạy Hai là gửi đơn cho thôn đề nghị kiểm điểm con mẹ bán xăng vì hành vi treo mỡ chiếc miệng mèo. Làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa địa phương, trưởng thôn xử phiên tòa kết luận. Điều thứ nhất có tác dụng vì đàn ông ham vui, khều khều chút phở nhưng muôn thủa vẫn quay về với cơm. Còn tại tòa cấp thôn thì ông hỏi chất quất vì sao cô bán xăng ôm dạ thưa khi em đổ xăng mấy anh ấy cứ lợi dụng ôm em ạ à? thôn lại hỏi thế tại sao cô không đẩy họ ra chứ chị đáp xô ra thì xăng lại đổ lỗ em ai chịu ạ à? vậy sao cô lại lấy tiền bo thôn hỏi tiếp chị lại thưa dạ đó chỉ là chút tiền lẻ mấy anh ấy cho em vì cám cảnh mẹ quá con côi. Lại hỏi, thế cô có biết là cô đang treo mỡ chiếc trước, trước miệng mèo không? Chị nổi tức nói lại, tôi có mỡ tôi treo, ai có mèo nấy giữ chứ? Chủ tọa phiên tòa cấp thôn đuối lý đành cho chị về. Ra đến thềm, chị quay lại mắt long lanh nói, bữa nào mấy anh ghé em đổ xăng cho vui nhé đừng tìm nữa một ngày nắng đẹp ông chồng tìm đôi dép để đi dạo phố mà không thấy ông hỏi vợ em yêu à em có thấy đôi dép anh để dưới gầm giường không em bà vợ thủng thỉnh nói cái đôi dép cũ đấy hả em vứt vào thùng rác rồi ông chồng hối hả hỏi chết em vứt ở đâu? Cũ nhưng vẫn còn đi được, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, sau này sống cũng đỡ khổ. Anh đi tìm đây." Bà vợ nhỏ nhẹ nói, "Anh không phải tìm, tiền giấu trong đế dép tôi đã lấy ra hết rồi." Thời xưa khi chưa có điện thoại, ai muốn thông tin gì cho nhau thì người ta phải ra bưu điện để gửi điện tín hay còn gọi là đánh dây thép. Có một chị vợ, có ông chồng đi xa, chị nhận được bức điện tín từ xã truyền về. Bức điện chỉ vòn vẹn hai chữ 8S. Tất cả các lãnh đạo trong xã rất nghi ngờ có vấn đề gì mở ám trong bức điện đó. Liên quan đến an ninh thời chiến nên bèn cho gọi chị vợ kia lập tức lên ủy ban để chất vấn. Chị hãy nói cho chúng tôi biết 8S là gì. Chị hãy khai ra mau. Cô vợ nhất định không khai. Chỉ đến khi ủy ban dọa sẽ bắt chị lên tỉnh. Cô vợ mới lý nhí nói thật. Có gì đâu các anh. Đó chỉ là mật mã quy ước của vợ chồng em thôi mà. Ý nghĩa bức điện đó nói là chồng em sắp về. Chúng tôi đề nghị chị hãy khai rõ ràng hơn. Dạ. 8S đó là sửa soạn sạch sẽ sắp sửa sung sướng ạ. À. Chồng em gửi bức điện ngắn gọn như thế cho đỡ tốn tiền ạ. À. Ai chết trước? Có một anh đang đi trên đường bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì lỗi quá tốc độ. Anh ta xuống bắt tay cảnh sát giao thông và vui vẻ nói Chú làm ở đội nào vậy? May là chú thổi anh. Trừ anh mà thổi chú, thì chú chết rồi đấy nhá. Anh cảnh sát giao thông nghe vậy. Vội xoa tay bảo. Ôi, xin lỗi. Em đã thổi nhầm. Anh đi kiểm tra mà em không biết. Anh ở bộ phận nào thế? Để em báo cáo với sếp ạ. À? Anh ta vui vẻ trả lời. À, tớ ở bộ phận thổi kèn đá ma. Hôm qua, nhà mình tổ chức đi gọi hồn cho ông nội để bàn một số việc quan trọng. Cô đồng còn trẻ lắm, chỉ khoảng 20 tuổi và rất xinh đẹp. Cô làm phép một lúc thì ông nội nhập vào cô. Nhìn thấy ông sau bao nhiêu năm xa cách, mình không kìm được xúc động, khóc nấc lên rồi lao vào ôm lấy ông, rồi dụi dụ cả đầu cả mặt vào ngực ông trong hạnh phúc tột cùng. Không ngờ ông lại đẩy mình ra và giáng cho mình hai cái tát nổ đom đóm. Mình không hiểu nổi tại sao. Ngày xưa, ông nội yêu mình nhất nhà cơ mà. Giá như mình được ôm chặt lấy ông và dụi đầu vào ngực ông thật lâu thêm vài lần nữa thì hạnh phúc biết nhường nào. Một nhóm các ông chồng rủ nhau đi nghỉ mát Mấy ông bạn nhau chơi khăm một ông trong nhóm, bèn lén bỏ vào vali của ông này 10 chiếc bao cao su. Khi về nhà, vợ ông ta dở vali ra, thấy mớ bao cao su, bèn tức tốc hỏi, chuyện này là thế nào? Anh giải thích mau đi. Ông chồng hiểu ra ngay là bị đám bạn chơi khăm, điểm nhiên nói, à, ra resort, họ phát cho bọn anh mỗi người 10 chiếc bao cao su. Nhưng anh đâu có dùng tới đâu. Câu chuyện ngay lập tức tới tai các bà vợ của mấy ông kia. Các bà lập tức vặn hỏi chồng. Thế 10 chiếc bao cao su họ phát cho ông đâu rồi? Đúng là gậy ông đập lưng ông.